Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ sáu rồi. Thứ sáu, máu là phải chạy về tìm. Ok, thì đến hẹn Lan Trung Nguyên của chúng ta là có chuyện sự kiện tuần mới rồi nè mọi người ơi. Cứ mỗi thứ sáu hàng tuần thì mình lại tiếp tục review cho mọi người đây. Thì đầu tiên là chúc mọi người có một ngày mới, học tập và làm việc thật là vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe nha. Thì mọi người thấy ở trước màn hình á, thì chuỗi sự kiện tuần này của chúng ta nó sẽ có tên là Hoa Điểm 10 nha mọi người. Bắt đầu vào ngày 18 tháng 11 và kết thúc là ngày 24 tháng 11. Đó, thì chuỗi sự kiện tuần này nó sẽ liên quan tới cái ngày lễ mọi người, 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam mọi người, Hoa Điểm 10. Ok, đó thì giờ mình sẽ cùng anh em đi khám phá phụ nhìn tiếp về chuỗi sự kiện tuần này nha. Điểm danh xíu nè. Đây là nước ngày hôm nay mọi người. Đó. Thì mấy hiện tại mấy cái thẻ đổi quà tháng 11 thì vẫn còn xài bình thường nha mọi người, cũng như là thẻ đá bét. Thì mốc 20k với lại 50k mọi người sẽ được cái quà vũ khí nha, rương vũ khí ngẫu nhiên sơ 20k này. Và 50k thì sẽ được rương vũ khí ngẫu nhiên trung. Mấy thứ quà này nè mọi người. Và 100k thì là thẻ đá bét rồi. Tới 200k thì quay lại cái rương vũ khí ngẫu nhiên cao. 500k thì là rương vũ khí ngẫu nhiên siêu. 1 triệu cái chiếc khí ước nè mọi người. 100 có thể là quà tháng 11 và cao nhất là 2 triệu thì mọi người sẽ được một cái chiếc khí ước này. 200 thẻ quà tháng 10. Đầu là đầu ngày nha mọi người. Thì vào phẩm tuần này của chúng ta đó là bánh cookie à. Bánh cookie 20 tháng 11 mà không phải là quà ta. Hoa Điểm 10 mà trong đây thì lại là bánh cookie. Cái ly nạp cho mọi người. 300 cơ bộ sẽ được một con, một cái quà thuốc cưỡi ngẫu nhiên 2. Trong đây thì toàn là thuốc cam, không một con tím như mà con này. Phẩm chất nó là cam mọi người. Mở ra quà bùa nha, thuốc quà cao cấp 600 kim cương thì thẻ đá quét này, cánh ngẫu nhiên chung và cả hai kim cương sẽ được một cái khuôn mặt cam nhìn thấu âm trần tốc độ 200 thẻ đá quét. Hai kim cương cũng sẽ được cái tóc này của cái set này, đó là bộ phù thủy đi giáo chân ngẫu nhiên cao nha mọi người. Bốn kim cương thì sẽ được một cái thân này phù thủy siêu nhiên và quà thuốc cưỡi ngẫu nhiên siêu. Sáu kim cương thì được một cái quà ảo hóa ngẫu nhiên siêu, thuốc quà vượt cực một cái số đấu giá đường bùa level 6. 10 kim cương thì sẽ được một cái cánh ngẫu nhiên đỉnh này, 20 kim cương 50 thẻ đá quà, 30 kim cương cũng tiếp tục là 50 và cao nhất là 50 kim cương mình sẽ được 100 thẻ đá quà tháng 11 này. Ok, tới đây thì với 3 ngày đầu nha mọi người. 2k 5 kim cương. Mấy cái mốc này thì đó là trứng bét tím nha, sách kỹ năng chung và bảnh skin thì là bảnh người tiết ready mọi người. Cái này thì mọi người hoàn toàn có thể cài chay và tích vào trong cái đắt cống rồi. 10k kim cương thì là sách kỹ năng cao. Tới 75k kim cương thì mọi người sẽ được sách vào mặt cam này, quà bé nhỏ, bé nhỏ tháng 4. Và 150k thì phí mọi người sẽ được cái vũ khí siêu đạo là bánh ú rồi. Cái này mình cũng đang có test rồi nha. Tầm tâm chiến nha, tầm tâm chiến hiện tại đã trở lại rồi nè mọi người. Anh em có thể kết hợp thuộc vợ chồng mọi người chơi cái này để mà tới lấy mấy cái danh hiệu này trong đây, giống như là mấy cái phần quà đây nha. Bên nhân trọn đời nè, việc làm chi luyện cánh với lại sát son mọi người. Đó là giá hạ 3 ngày đầu. Tới 30 tháng 4, tu tiêm hoa bét, mạnh khí ước, sách đồ cam, vị trí ngọc phúc với lại vào phẩm tuần này. Vòng quay may mắn, 5k với lại 20k. Giáo trang ngẫu nhiên siêu, trang bị ảo diệu ngẫu nhiên, trang bị 2 tuổi ngẫu nhiên, mạnh skin thần ánh sáng, rừng mạnh kỹ năng. Với bán đáp này, số đấu giá và lại phẩm tuần này. Ok, đấy mới lại hoạt động giá hạ đổi quà tuần này nha mọi người. Hai bốc 2 mọi người sẽ đổi được cái thời trang cáo đỏ. Cáo đỏ này. Ôi là trời, nhớ cái set này ghê luôn á. Set này hồi lúc trước nó ra trong cái hoạt động nạp định mức 50k là 100k mọi người. Lúc đó mình nạp thì nó có giảm giá ưu đãi gì ạ. Thanh toán chỉ còn có 20k. Hồi lúc đó thì mình có lấy cái set này rồi nè. Mốc 2 mọi người sẽ được cái set thời trang cương thi hầm mộ cam nè. Tốc độ 80 nha. Còn này set tím nha, tốc độ 55 thôi. Đổi set này cũng được nè. Ok, và mốc 10 mọi người sẽ được thời trang tuổi trẻ học đường. Cái này thì sẽ được cam nó 100 mọi người. Hoặc có thể đổi thời trang hè mắt lạnh này, cam nó 100 luôn. Tinh thần võ đạo Son Goku, cam tốc độ 100. Naruto này, cam tốc độ 200 nha mọi người. Cái này 200 nha, tốc độ 200 nha. Tiếp theo là 30, mọi người sẽ đổi được thời trang mèo hồng, cam tốc độ 200. Mùa đông ấm áp này, cam tốc độ 200. Mốc 40 nha mọi người. Và tiếp theo là mốc 80, mọi người sẽ đổi được không gian 2 chiều,
Mấy cái đường cánh này kia thì nó không có gì thay đổi mọi người. Giờ lướt tới xem có cánh nào mới không. Đây mốt 200 mọi người sẽ đổi được cái cánh mới ra mắt các mọi người. Cánh pha lê hắc ám nha. Cánh cam nó 120. Lúc cưỡi thì cũng không có gì thay đổi. Đây 300 mọi người sẽ đổi được cái bức tranh sơn thủy mọi người. Con này như là cũng là mới luôn sao. Tới vũ khí nha. Vũ khí thì 1-2 mọi người sẽ đổi được cơm ánh sáng này. Vũ khí này thì hồi lúc trước đây cũng có free trong cái server mới nào đó thì phải mọi người. Mà mình cũng đã có test cho mọi người xem. Mốc 5 mọi người sẽ đổi được vũ khí chú ngục sinh nha. Vũ khí này thì siêu đào 8 tia. Mốc 20 sẽ đổi được vũ khí siêu đào nhíp kẹp nè mọi người. Nhíp kẹp của trái lại. 50 sẽ đổi được gà cao su. 100 sẽ đổi được đồ phép trái tim. 120 đổi được hộp bất ngờ này. Và cao nhất đó là vũ khí siêu phẩm trong siêu phẩm. Đó là vũ khí lì xì nha mọi người. Với giá là 200 tài đổi quà. Tháng 11. Mấy cái đường hóa cũng không gì tài đổi mọi người. Đây 200 mọi người sẽ đổi được cái skin du hành gia này thì trở lại nha mọi người. Mấy cái quà chiến tranh cũng vậy luôn này. 250 sẽ đổi được bố con ra hổ con ra ai mọi người. Trang bị thì cũng vậy luôn. Lướt nhanh qua luôn. Mấy cái đạo cụ item này cũng vậy luôn nha mọi người. Bé thì cũng vậy luôn này. Đó tới vào phòng trong này luôn. Mình nhớ là cái bánh cookie này hồi lúc trước thì mình cũng có tích rồi. 320 hả? 320 à? 320 chứ không đủ đổi cái giáo trang đâu rồi. Hơi 320. Mọi người, 499 mọi người sẽ đổi được quà bé siêu. 1599 thì sẽ đổi được quà giáo trang ngẫu nhiên tháng 4. 2999 thì đổi được Vika chống lệ và cảm nhất này. Mình sẽ đổi được trang bị ảo diệu ngẫu nhiên. Làm liên tục nha mọi người. Mỗi ngày 100k này. Ngày đầu tiên mình sẽ được cái khuôn mặt lễ nghi quý tộc này. Tốc độ 200 nha mọi người. Ngày 2 sẽ được cái tóc quý tộc Ula. Ngày 3 sẽ được cái thân phụ hội đêm tối. Hồi ra kim cương 8 đây. Thì hiện tại tuần này đó là 100k mọi người. Mọi người nào 100k sẽ nhận được full quà trong đây nha. Full gốc nha. Full gốc tuần này đó là quà giáo trang ngẫu nhiên tháng 4 và quà bếp rồi tháng 4. Trạng thắng thi đấu bình thường. Trạng thắng xếp hạng. Xem nào. 100 mọi người sẽ được một cái cánh này. Quyền thần hựu mọi người. Cánh cam tốc độ 100. Mọi người chỉ cần tích lũy thắng đấu hoặc 100 trận nha. Ok thăng cấp bét đi xem nào. Bình thường luôn. Những trang bị không bình thường. Thế với cái hoạt động đáng mong chờ nhất đó là nhằm liên tục rồi. Đây tuần này ngày đầu tiên mọi người sẽ được kim cương này. Ngày 2 tiếp tục là kim cương. Ngày 3 thì là được cái thẻ đổi bét tháng 11 nè mọi người. Này đối với mấy bạn mới chơi mà tí bét thì cái này khá là ngon này. Xịn sờ. Ngày thứ tư nó có hộp quà gì đây. Quà thuộc khí may mắn hả? Đặt vào vũ khí may mắn nhé. Hơi là trời. Này cho vào đi luôn. Cách nhập phẩm cái vũ khí luôn nè mọi người. Nhập lại hộp 4 này kim cương. Đó là ngày 5 mọi người. Ngày 6 nha. Ngày 6 là nhập lại hộp. Ngày 5 này. Ngày 6 nè mọi người. Ngày 6 thì là đang nhập lại hộp 6 kim cương. Và tiếp tục là thẻ đổi bét tháng 11. Ngày 7 thì là đạo cụ di tích mọi người. Kim cương. Đó. Chữ event tùng kim cương. Được cái quà vũ khí may mắn nè mọi người. Với lại thẻ đổi bét tháng 11 thì được tới 4 cái luôn. Chủ yếu là mọi người sẽ test cho mình cái nhân phẩm này nha. Quà vũ khí may mắn này ngày thứ tư nè mọi người. Hồi là trời. Quá luôn. Hơi hiện tại thì hoạt động bắn đá vui cũng đã trở lại rồi mọi người. Xin nhận thưởng luôn. Xong. Rồi chú đầy luôn rồi. Ủa cái có cái hoạt động gì kia. Mình xem. Đây nha mọi người. Hộp bí ẩn nha mọi người. Hộp bí ẩn hiện tại đã trở lại rồi. World Cup thì vẫn chưa nha. Hộp bí ẩn này. Tiếp tục là sự kiện hộp bí ẩn 25 này. Mọi người sẽ được mấy phần quà trong đây này. Không có gì thay đổi cả mọi người. Cũng vẫn vậy à. Cũng trước đây mình review rồi. Ở đây quà vũ khí này. Mốc 5 không thay đổi quà. Mốc 10 không thay đổi quà này. 20 xếp hạng nào. Xếp hạng cũng thay đổi quà rồi. Mấy cái túi quà các kiểu rồi. Rừng quần ngẫu nhiên là 37 nha. Ok. Trong cái này mình cũng review rồi. Không có nói lại mọi người. Xem cái xe hàng tuần này của chúng ta nha. 25k lại tiếp tục là 10 cái thẻ đấu quà tháng 11. Là trời. Này một tuần mọi người chỉ được mua giới hạn một lần nha. Cái này mỗi một phẩm cho đây thì đi vậy sao. Xong. Ok. Đó thì thôi nha mọi người. Thì như vậy là vừa rồi mình đã review full như thế với chuyện sự kiện tuần này rồi đó.
Thì anh em nào xem tới giờ phút này rồi thì đừng tí chia kéo xuống cho mình xin một like nha. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào thì nhớ để lại bình luận bên dưới. Nếu là người mới thì đừng quên đăng ký kênh và chỗ đó để các bạn làm cái video mới nhất rồi nha. Ok rồi, thì cái là một cái clip tiếp theo đó nè. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.